nhà lập đậu này nè, nó nhà đó. Dạ món quà. Hấp rừng sớm. Món quà. Ba giờ món quà. À, nó đặt đậu xưa đó. Dạ món quà. Hấp rừng sớm. Món quà Long An. Trên đất dòng là trồng khoai lang mà. Đây là đục lỗ để bò hạt đầu. Và vụ 3 tháng thu hoạch. Một mẫu ở Long An này thường đậu trên cao 4 tấn đi lên. Một lúa xong rồi tới đậu chứ. Lúa rồi thì là mới tỉa đậu. Đậu ngày được thu lúa xong mình tao làm đậu nè, chết rồi. Hai vụ sau mình không làm rồi mới làm đậu nữa. Dạ chỉ 10 ngày. Dạ. Rồi, nhiều không cho thấy mặt tôi đẩy nó lắm nhát hết rồi. Rồi, nhiều không cho thấy mặt tôi đẩy nó lắm nhát hết rồi. Anh nhìn cái mặt đó. Dạ, cái nồi bà áo rồi, thầm á, lại qua cái đó. Thank you.
là hạ. Dạ. Đi mua về đương. Mua bào bưng á. Dạ. Bào bưng đi mua về đương đương bán cho người ta. Lấy cái lời á. Nhà mình làm nghề này chắc lâu chưa chị? 50 năm. Đây là chè chuối. Chè gì ạ? Chè chuối.
một túi 15 ngàn. Cái gì? Con biển này là cá lóc hả? Đây là chợ Đức Hoa, thị trấn Đức Hoa. Đây là chợ Đức Hoa, thị trấn Đức Hoa. Chú ở đâu du lịch đây? Ở Sài Gòn. À, Sài Gòn hả? Là nếu là sắp mà gì? Gì? Đấy là sắp mà. Ừ, xong. Dạ. Yeah. Cảm ơn chị. Dạ. Có bé đâu thì mà quay đây đây rồi. Lớn rồi chắc á. Đâu rồi, đâu rồi. Cậu người ta hỏi cái lạ đó. Lạ gì hả? À. Ở nhà có ruồng hả? Dạ. Cái này hải đâu rồi chị? Hải hay đâu rồi? Không bán nè. Thôi xếp chê.